Xin chào thầy và tất cả các anh chị. Như ngày hôm qua, coi như ông xã nhà em bóp đầu gối em một lần tại đây, và tối hôm qua về nhà một lần nữa, tất cả là hai lần. Thì em thấy cái sự tiến triển khi trước khi mà em chưa làm cái chuyện đó, đó thì đầu gối em đứng không được lâu. Thì hôm qua đã làm được hai lần như vậy thì đầu gối em có thể đứng thêm một lâu hơn được một chút xí nữa. Và trước khi đó chưa làm nữa thì em ngồi em không thể em co đầu gối như vậy được. Tại nó đau hai bên đây, hai cái vành bên đây rất là nhiều. Nhưng mà kể từ chiều hôm qua tới giờ là em ngồi em có thể kê được mấy tiếng đồng hồ. Và sáng nay em thử nghiệm nữa là từ nhà em khởi hành đi tới đây với thầy và các anh chị, ngồi trong ô tô em đã co đầu gối từ lúc đó cho tới nhà hôm nay. Tới đó em cũng không thấy đau nữa. Và em nghĩ chắc chắn trong tương lai nếu em làm điều thì nó sẽ tiến triển nhiều hơn nữa. Nhưng mà đã như vậy là chỉ có hai lần làm có vài ba phút à, chứ không có nhiều. Thì xin cảm ơn. Dạ. Là cái người chữa cho chị, không phải là thầy thuốc mà là ông xã của chị. Biết vậy rồi, nhưng mà chỉ trong một thời gian rất ngắn ấy, mà anh đã nắm được một cái kỹ thuật cực kỳ đơn giản, dễ thực hiện mà có thể giúp được cho chị. Cái điều đó là cái điều mong muốn của tôi, để ai cũng có thể mà với một cái phương pháp đơn giản mà học để giúp được cho người trong gia đình. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.